Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh Top 1 Teo Nát của mình nha. Thì hiện tại đã là mùa mới rồi anh em ơi. Thì hiệu ứng cũng đã thay đổi rất là nhiều luôn nha. Rồi mình vô mình xem cái đạt rồi nó có bị thay đổi của mình hay gì không nha mọi người. Do anh em có buộc phải kiểm tra trước khi mà anh em vô trận đấu nha. Rồi thì ủa cái gì đây anh em ơi, mình cái bản đồ mình thấy nó cái dấu hiệu này, ôi trời ơi, thay đổi liên tục luôn mọi người. Có cục mốc rồi đây nè mọi người, anh em thấy không, có cục mốc này, cục mốc ba màu hồng rất là cute luôn nha. Đấy thì máu của mình là có bông hoa hồng nha anh em ơi. Thì update sang phiên bản này máy nó cũng đỡ lót hơn mọi người, anh em thấy đỡ lót hơn mấy mùa trước nha anh em mọi người. Trong khi đó mình bắt buộc mình dùng cái skin ok hay quá mày radio mùa này đấy. Khi mà mình update mấy skin mới thì mình dùng luôn skin VIP này nha mọi người, thì nó không có lock máy anh em ơi. Nói chung là cũng có nhưng mà không có lock máy nha mọi người. Rồi ôi cái gì đây, cái biển hiệu anh em ơi, ui cái biển hiệu này nó là cái gì đây mọi người, đã biển quân cấu mọi người. Ôi, trời ơi, ui kia hay quá, mày nhảy đâu nhanh đâu, khô máu cái thằng Violet này luôn nha mọi người. Ăn một mận này và mận thứ hai có thể thuộc về ok hay rồi, thuộc về tên mình luôn nha. Đấy ui tóc biến kìa, mic nó xuống kìa. Rồi mình về luôn nha anh em. Thì phiên bản này nó cái kiểu nó có bẩn này giống như an toàn giao thông á mọi người. Đấy, nó có bụi đỏ, nó cũng có cái biển hiệu này. Ui có cái xe này ui cái gì đây. Cái này là cái sự kiện gì đó mọi người. Có cái bản này ngôn sao nè anh em ơi. Ủa có cái biển cấm đi đó mọi người, anh em không sợ rách xuống núi hay sao ấy, cấm đi luôn này. Đấy rồi có mấy cái đàn này, có ngoài đường cái trụ đàn ngoài đường nè mọi người. Ôi trời ơi, phiên bản này giống phiên bản an toàn giao thông rồi, tháng này tháng an toàn giao thông mà ta, nhưng mình cũng không biết là như thế nào nha mọi người. Nhưng mà hiện tại ui mày á rồi gõ luôn này. Rồi giới thiệu anh em sao qua về cái hiệu ứng của clip, quen cái hiệu ứng của cái phiên bản mới này nha mọi người. Rồi thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái bản ngọc nha, bản ngọc bản hỗ trợ và trang bị như thế nào để anh em chơi vị tướng teo này giai đoạn đầu game này nó ok hơn một chút nha mọi người. Rồi thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video đấy, hoặc là trên cái màn hình nha anh em, anh em cũng có thể tham khảo nha. Mới là anh em nào thấy cái trang bị nào mà nó không có được ok nha mọi người, anh em chơi nhiều hơn á thì anh thấy cái trang bị nó không ok với phù hợp với cái mùa này á, thì nhắn cho mình một comment ở dưới video này nha. Rồi thôi người cai của mình đã lên bảng điểm số rồi, mình lưu về mình form. Đấy bán cực kỳ đau luôn ấy. Anh em yêu quý mình á thì nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mọi người. Hy vọng mùa mới này anh em cố gắng giúp mình đọc được nhiều like hơn này, đăng ký nhiều video hơn nha, nhiều đăng ký hơn nha, để mình up nhiều clip hơn cho anh em luôn, có động lực để mình ra nhiều clip hay hơn nữa nha mọi người. Đây, cái biển này là cái biển giới thiệu khu rừng ở sau anh em. Anh em nào mà vô rừng form á là các bạn phải đặng theo cái biển này nha, chứ không phải đi lạc á mọi người. Radio buồn này, ok không được rồi, lui về trụ mất rồi. Mà mấy cái chai trận đầu tiên thôi anh em, nó chưa có được mượt lắm nha, chắc cũng phải chơi nhiều trận, hai ba trận gì đó thì mọi người mới quen được cái map này nha. Đi còn yếu máu một phát thường cái kìa, nhưng mà lưu về không đủ tầm mọi người ơi. Thôi chịu văn xuống rồi mình lưu về, tầm là lưu về nha. Chịu văn nó bữa một bữa là mít mình lên bảng số luôn mọi người. Hay có fan nick xuống này hỗ trợ thêm này, ăn được chịu văn này, người cay vỗ một vỗ một chịu văn lên bảng điểm số. Nhưng mà được kế là pha đó ăn được 2 mờ thôi, nhưng mà bù lại thì mic của mình nó lên bảng điểm số mất, quá là tiếc nha. Mẹ bác thằng Violet này, mày Violet ok rồi đấy, thế này là cái liệu luôn, thằng Nata là ok thôi, trâu bò đến từ vị tướng người cay của mình anh em. Rồi lưu về nha, thì mình đang có bắn ngọc là 10 viên tóc đánh tóc trà luôn mọi người, không có đem hút hút máu nữa hết nha. Nên hết máu thì mình em cứ biến về thôi, không cần phải bội hoàng gì hết. Khi mà anh em lên được quý kiếm rồi đó, thì anh em bán vô tư là không cần về nhà luôn ấy. Ở này, vũ binh này. Mấy bữa nay mình đang video mọi người, tự nhiên nó bị tag ở bình luận mất anh em ơi. Mình không hiểu sao mà nó tag luôn nha mọi người. Mình để ý là mấy kênh khác nó cũng tag luôn ấy, không biết là do như thế nào, nhưng mà chắc chắn là nếu mà anh em không thấy bình luận được thì anh em nhắn cho mình một like nha.
gọi được không? Thôi về 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 chạy luôn nha. Bán này một phát này, bán luôn mày. Mày định bán đồng đội ta hả? Chạy đi đâu này? Chạy đi đâu này? Lầm chậm này, dù mặt kêu mọc lên này. Bán một phát hay phát ba phát. Ui tóc biến mất rồi. Rất may là thằng Nathan có tóc biến ấy, xui cho mình nha. Chứ bán về cái là thằng Nathan nó chạy mất 4-0 rồi mọi người. Khá là mạnh luôn nha. Cứ anh em cứ form thôi, trong thời gian mà không có đánh gì, không đánh nhau thì anh em form. Bán thường thôi mọi người, từ từ ra dùng anh Tây nha. Nó thế nào nó cũng bật anh Tây, nó ngỡ ngửa đó. Bật anh Tây nó ngửa này. Lẹn dữ này. Không được thì thôi về luôn người cây ơi. Tem mới xuống đông lắm. Triệu Văn giờ này mình bán cũng vô tư rồi mọi người. Khi mà anh em lan đủ cái thánh kiếm rồi á, nụi chí mòn cực kỳ cô luôn ấy. Chia nhau ra form nha anh em. Ăn rồng luôn nè. Rồng. Được cái trận này là team mình có Phoenix anh em. Phoenix ăn rồng cực kỳ nhanh luôn nha. Mình cũng mới đọc sơ qua là việc viên mẫn này thôi, nó có giảm sức mạnh, cũng có một số vị tướng mọi người dồn xuống nha. Như Batman này, vân vân nha mọi người. Anh em chơi thì có thể thông khẩu. Khi mà anh em chọn tướng rồi, anh em không có, dụ như không có vô trong cái trang Garena để anh em lập bản cập nhật á, thì anh em có thể mình vô trang game mình sẽ, cái lúc mình chọn tướng á, anh em thấy những cái vị tướng mà có mũi tên đi xuống á, là những vị tướng mày bị nát lại nha, bị hồi sức mạnh. Còn những cái vị tướng nào mà có mũi tên đi lên á, thì chắc chắn là bảo meta này nó sẽ boost sức mạnh lên cho vị tướng đó, là anh em có thể nào mix chơi luôn nha. Định mê mình lấy cái trụ mọi người, nhưng mà rất tiếc là tem mới xuống rồi nha. Đấy, để anh em khi mà anh em chạy vòng tròn á, là điều đầu tiên á là mình sẽ nhìn món đồ nhỏ nha, thử đồng đội của tem bọn đang ở đâu. Chịu vẫn yếu máu rồi mình giống ra đây chịu vẫn. Ui hay quá, hay quá, hay quá. Anh tay của người cây đó hay họ gặp được chịu vẫn. Ui kia một vỗ, một vỗ này khá là đẹp luôn nha. Tức buộc kêu cho mình với cái chất tướng của người cây thì pha đó là không có thể nào mà bỏ sót được anh em. Khi mà tay nó tụ là một chỗ là người cây nó vỗ sướng lắm mọi người. Đẩy thì cũng sướng nữa nha. Khá là khỏe luôn. Quýt quýt ở góc hả? Ghê đấy, ghê đấy, ghê đấy. Mình 6-0 rồi. Chắc chắn là team bọn trận này sẽ đánh win nhanh á anh em. Ui, anh em thấy không? Một vỗ là nửa cây máu của thằng Malok. Mình bán bầu thêm mấy phát nữa. Người cây kết liễu luôn. Ui trời ơi, tóc biến quang. Ui thằng này nó dùng bên tay mất rồi. Severa dùng bên tay mất. Mày cao à. Cái con lính này nó cũng đuổi luôn mọi người, thay đổi luôn này. Nó có gạch sạc 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 trên người nè. Đây có cái bọn này. Có cái biển bấu đó mọi người, có trụ móc nữa nha. Giống như kiểu là hoạt hình đó anh em. Trâu bò này. Trâu bò này. Mày tới đây ăn kiếm ăn này. Chưa lên quyết kiếm, mình không có lên cô anh em. Có được cái chì máu rồi thì anh em hồi máu khá là nhanh đấy. Giờ này là anh em không cần về tới đoàn ở đâu hồi máu đâu mọi người. Con lính này nó có xịt xịt trên cái người này. Mình cảm giác như cái này skin cái phiên bản này nó từ từ giống như cái thằng gì, cái thằng tướng gì mà nó có cái cổ bóng chày đó mọi người. Kiểu hiệu ứng giống vậy nha. Kiểu giống như hip hop á. Hip hop đường phố ấy. Tình tụ mình ăn con rồng mày luôn. Có Phoenix hỗ trợ thì ăn rồng mua tươi. Cho mình bùi xanh, cho mình bùi xanh. Ok ok rồi. Lên luôn. Mày vô tên nè, phía sau nè. Mày phía sau, ngon lành rồi. Có squid mình gõ phía sau nha. Lên hỗ trợ thêm squid này. Ở dưới thì thằng Malok nó yếu máu rồi. Có Icky thì nó hỗ trợ, có Icky hỗ trợ mua tươi thôi. À, không ăn được e luôn anh em. Lưu về hết, tên bọn lưu về hết rồi. Di chuyển lên hỗ trợ nhưng mà không kịp mọi người. Teo đây cực kỳ chậm luôn nha. Dù có Yuka hoặc là Nogarok thì lướt lên nhanh anh em. Loa này. Anh em đang thay bán thấm không?
cái trang bị này là mình không có sợ gì hết nha, cứ solo thôi này. Mình làm gì đây? Lấy cái trụ trước nha, lính vô cô một xíu mình sẽ lấy cái trụ. Tranh thủ mình lên full cái quỷ kiếm luôn á mọi người, để đánh nó một liền nó cực kỳ nó đau. Chưa lên được cái quỷ kiếm mình bán nó cái thánh rượu cơ. Giờ này mình lên mình tap luôn nha mọi người, lên solo 5 người với nó luôn nha. Điều Yuga sẽ là trang bị mình cuối cùng mình sẽ lên, vì tem bận có thằng Liliana này, quan nhầm, có thằng Savara này, gặp thêm thằng mày nhảy đâu này, mày ôi anh tìm mất rồi đấy, còn Natalia nữa mọi người, hai thằng phép nha. Nên mình sẽ lên cái rìu thì nó ok ấy. Triệu Văn từ từ thôi, Triệu Văn anh, Triệu Văn ơi, ui tiếp tục lên hỗ trợ team nha mọi người. Đấy, pha vừa rồi thì mình bán gần Triệu Văn, nhưng mà điều Triệu Văn nó có cái giúp thống khổ mọi người, nó hồi phần trăm mình nha, nó hồi phần trăm máu của mình. Nên mình lên mở lên số pha đó. Có lẽ mình còn yếu máu quá anh em, còn nhiều một chút là ngon rồi. Tôi cho thua luôn. Thằng Phoenix này nó phá team mọi người, từ nãy giờ nó phá team cực kỳ luôn ấy. Trận đầu tiên của mùa luôn mà gặp giờ như thế này, gặp Red Out như thế này là toan rồi anh em ơi. Nhưng mà cố gắng gánh team nha, mày solo này. À, thằng này mày nhảy giống mày nhảy Savara này. Anh thì tóc biến, tóc định tóc biến à. Ok, mình đạt được hướng suy nghĩ của thằng Malak luôn người. Đi qua đó tóc biến nha, không bán được nữa. Và đó mà có cái điều thì làm chậm thì mình bán một mày đâu ấy. Lên luôn anh em, lên luôn. Mày làm chậm được rồi đấy. Một thì một vui. Còn một phát bán thường nữa anh em ơi. Malak anh ti bị miễn sót thương mất. Lấy luôn cái trụ đường giữa này. Tranh thủ mình xong vô mình bán luôn nha mọi người. Giờ này thì chưa có rìu nhưng mà mình vẫn bán vô tư giờ anh em. Có quy kiếm là mình không có sợ nữa nha. Rồi ok, có rìu luôn này. Anh em test thử trang bị này nha. Xong vô mọi người ơi. Mày hả Triệu Văn hồi nãy mình yếu máu thôi nha. Chứ bây giờ mình xanh rồi, mình đủ máu rồi. Một thằng này mở lên số này căng năm luôn. Ấy, trúng mất một cái chiêu xoáy của thằng Nata anh em ơi. Cay thật sự luôn nha. Bị nó chọt con phớt đau quá mọi người. Ôi tên mình lại bấm số ấy anh em ơi. Đấy, thằng nó ta nó chọt mình ba ca mã máu luôn mọi người. Hung thủ này Natalia chiêu màu cạn thêm quá cầu đau thật sự luôn mọi người, một chọt lên mở lên số luôn. Mới được cái là thằng Manic cái đâu phá tem mọi người ơi, trận này bắt buộc phải gánh tem lên em. Rồi sau khi hồi sinh này tiếp tục lên thôi mọi người, hách đường rồi. Form luôn con mùi xanh ra cho rồi. Đấy, con mùi xanh nó cũng có hai cục bóc này, nó có cục đàn kìa. Anh em thấy cục đàn không? Savara này, mày nhá, mày yếu máu rồi này. Hack anti chưa? Tập biến lên chành nó luôn nha anh em. Mày chả đi đâu? Mày chả đi đâu? Ui trời ơi, chúng mình tay đừng. Nắm pha này lại ngấm của tổ rồi mọi người. Trúng cái pha anti của thằng Mick khá đau luôn ấy. Có lẽ là pha đó thằng Iki này lên hỗ trợ sớm mình nữa đúng không? Thằng người ca lên hỗ trợ sớm mình là ngon rồi. Thôi toàn rồi. Cái này mình nick kia nó phá tem nó anh em ơi. Trận này không biết gánh tem được hay không nha. Bồ kìa Trung Quyên này. Thôi squad đánh lắm là Triệu Văn đâu. Triệu Văn giờ này nó mạnh rồi, nó gõ chịu nổ đâu. Một chạc này chúng có chiêu sát thương chuẩn của thằng Malak nữa thôi. Ăn cốm luôn. Gánh tem biết gánh tem được không mọi người? Cố gắng gánh tem nha, nhưng mà biết gánh được không? Quyên y tao phá nha. Má cái thằng Phoenix này nha mọi người, đã đau thật sự luôn. Rồi lên tiếp thôi, cố gắng thủ còn sớm bằng tốc nha anh em.
tranh thủ lấy mấy cái trụ dưới đó luôn mọi người. Đây nó đang ăn kim công, anh em tranh thủ xuống này. Lui về nha. Ôi trời ơi, từ từ thôi anh em. Ai chết cho rồi. Một phát ngủm luôn mọi người. Còn này dễ thua quá mọi người. Squid gánh thêm. Đấy, qua cái thằng Phoenix nè anh em ơi. Đấy, nó là nó là gặp phá tem rồi. Giai đoạn đầu mùa mà đã gặp như thế này là toan rồi anh em ơi. Trận đầu tiên đúng mọi người. Gõ nó Squid, gõ đừng gõ lính đâu, gõ lính đâu. Ok rồi vô thủ. Cái kim mình chuẩn bị ra, anh em còn 4 giây mình cũng sẽ ra nha. Pha này tem bận dễ ốp đầu quá. Trời ơi, chặt gã trụ của mình rồi. Hay quá Squid ơi, bán này mày chạy đi đâu này. Anh em tranh thủ lên luôn nha. Lên nguyên luôn. Mày nhả tóc biến lên luôn rồi. Mày nhả, nhả, nhả này. Ok rồi. Đấy, ngàn cân treo sợi tác luôn anh em ơi. Pha đó mà cứ nghĩ là mình thua không một người trận đầu tiên luôn. Gặp tem Phoenix nó phá nữa nha. Rồi, giờ này kéo tem lên là win thôi anh em ơi. Tem bận còn 30 mấy giây nữa, 20 mấy giây nữa. Nhưng mà chắc đủ sức mình ăn trận này mọi người. Không nha. Được cái là con siêu cấp này nó không có sạc sạc nha mọi người. Có con xe nó mới có sạc sạc thôi. Để anh em có con xe không? Rồi, chấm dứt trận đấu tại đây luôn nha anh em ơi. Anh em thấy clip này của mình hay, cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Bye bye anh em ơi.